Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình. Như Huyền theo dõi cái dự kiện mà Ray Peterson với là James Clark thì Như Huyền thấy có những cái tin tức gì đặc biệt không? Thưa quý vị, Jeremy Clark là bị bắt giữ vào ngày vào tháng 10 vừa rồi, vào 15 tháng 10 vừa rồi, và cái người bị bắt giữ, cô ta đã bị bắt giữ trong vòng 3 tháng và đã được kiếm ra trong cái cuộc tìm kiếm đó là một người hàng xóm ở khu vực gần đó, cô ta đã thấy và chạy tới kêu cứu và họ đã kêu cảnh sát vào ngày hôm đó. Và đã cái người bắt giữ đó là tên Peterson, như anh Trọng có nói là 21 tuổi, và theo thông tin cho biết rằng mọi người rất là ngạc nhiên vì Jack Peterson, 21 tuổi, là một người theo thọ là rất là quiet, rất là im lặng và không có làm gì, chưa có tiền sự, và đã bắt cóc và nhốt cô ta trong vòng 3 tháng, tất cả là 88 ngày ở trong cái giường twin bed. Và không nói chi tiết là cái lý do tại sao có thể người đặng cái thể là anh trai này đã rất thích cô bé này, và người mẹ và người cha đã bị chết, ông ta đã chạy đi vô và có một khẩu súng và bịt mặt, trong vòng 4 giây thôi đã bắn chết cha mẹ của cô bé và bắt cóc cô bé, và là cột cô bé đi tới ở trong suốt sâu của cốp xe và chạy đi qua. Và cảnh sát cũng có đi ngang thấy chiếc xe của anh ta, nhưng không biết là trong đó cô gái này đã bị bắt cóc. Kính thưa quý vị, đó là sự kiện diễn ra tại tiểu bang Wisconsin về một trong những cái sự việc mà người ta nói tội phạm càng ngày càng gia tăng, và tội ác có thể nói không giới hạn đến bất cứ người nào, cho dù đó là những kẻ vô tội như James Clark. Mà nhìn người ta rất là hiền lành, và theo cái neighbor là những người hàng xóm cho biết rằng không thể nào anh ta là người tội phạm, chính vì vậy mà không ai nghĩ rằng cái người này đã bắt cóc cô bé 13 tuổi. The happen is happen, chuyện gì cũng có thể xảy đến được hết, thưa Như Huyền. Và ngày hôm qua nha anh Trọng, em cũng thấy 10 giờ tối ngày hôm qua em vẫn còn thấy anh ở trên San Jose phỏng vấn trong cái cuộc điều trần của California, là cái công ty làm rác, phòng anh Trọng, gọi là CWS. Mà bây giờ sáng hôm nay là thấy anh trở lại đây rồi, thì cái cuộc đi phỏng vấn đó như thế nào hả anh Trọng? Vâng, hôm qua thì Leader Sài Gòn TV chúng tôi đã có mặt tại San Jose, và ngay trong một cái buổi điều trần có tính cách quan động về số phận của công ty rác mà do những người Việt Nam đứng điều hành công ty đã gần trên 3 thập niên vừa qua. Kính thưa quý vị, công ty California Waste Solution là một công ty đảm nhiệm tất cả vấn đề thu hồi rác và đổ rác cho những cái thành phố như là Oakland, San Francisco và thành phố San Jose. Công ty được điều hành bởi những anh em của gia đình ông David Dương. Sự kiện hôm qua thì chắc là quý vị sẽ theo dõi tất cả những cái băng video mà chúng tôi thâu lượm được. Thì đây là một trong những sự kiện quan trọng qua một cái buổi điều trần tại gọi là cái phòng họp của hội đồng thành phố San Jose. Mời quý vị theo dõi. Vice Mayor Chappie Jones, that we can get back to the negotiating table and get this resolved in the next 30 days. Thank you, Mr. Mayor. Thank you very much. See you guys. Thank you. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại thành phố San Jose, và trở lại vấn đề những cái điều kiện mà chúng tôi vừa hỏi đồng bào miền Nam California muốn nghe tất cả những cái điều mà có thể nói rằng cuộc thương lượng giữa công ty California Waste Solution, sự việc này sẽ giải quyết được như thế nào ngày hôm nay, ngày mai hay là trong tương lai. Kính thưa quý vị, ông thị trưởng Sam Caro cho biết rằng là tất cả những cái sự kiện này sẽ được xử lý một cách công bằng, và trong thời gian mà chúng tôi sẽ có hai bên đối diện với nhau để nói về tất cả những cái điều gì cần giải quyết, và đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến công ăn việc làm của những người, bao gồm những người cộng đồng Spanish, cộng đồng Việt Nam và cộng đồng người bản xứ. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi có mặt tại thành phố San Jose. Công bằng mà theo như yêu cầu của các anh là cần phải có sự công bằng cho công ty California Waste Solution. Anh nghĩ rằng là thành phố phải làm điều gì? Thưa, vấn đề là vậy, thành phố phải giải quyết một sự công bằng, trong khi cái thầu của chúng tôi là chúng tôi bằng giá lại với tất cả những người khác. Và công ty của chúng tôi là công ty nghiệp đoàn, tất cả công nhân viên đều là công đoàn, chúng tôi trả một cái lương rất tốt. Cũng như là tất cả những cái benefit về bảo hiểm xã hội, về tiền hưu, tiền già, tất cả chúng tôi trả cao hơn với một cái công ty đối phương. Nhưng mà cái giá chúng tôi thầu thì bằng
Có nghĩa là hiện nay chúng tôi như vậy là đứng so ra là giá chúng tôi phải rẻ hơn, bởi vì chúng tôi có một chi phí cao hơn, chúng tôi lo tốt hơn cho đời sống của công nhân dân chúng tôi. Và Sở Tài nguyên Môi trường của thành phố lại là đề nghị bác cái hợp đồng chúng tôi và cho cái gia hạn là hợp đồng của đối phương của chúng tôi, thì cái đó là việc mà chúng tôi thấy không công bằng trong 2 năm qua trong cái cuộc điều đình. Và ngày hôm nay chúng tôi chỉ mong muốn rằng với cái sự mà đòi hỏi nghị viên thành phố cũng như thị trưởng phải làm sao giải quyết cho công bằng trong cái việc này, bởi vì cái việc này không công bằng không phải chỉ riêng cho chúng tôi, bởi vì là một cái công ty người Mỹ gốc Việt, mà nếu mà đối xử không công bằng chúng tôi thì có nghĩa là đối xử không công bằng đối với cộng đồng của chúng ta, và nếu đối xử không công bằng với cộng đồng chúng ta thì làm sao chúng ta có thể trong cộng đồng có thể có những cái hợp đồng, có thể làm ăn vào cái chính trường chung của thành phố, và đặc biệt là thế hệ sau của con em của người Việt chúng ta làm sao có cái niềm tin để nghĩ rằng họ có thể là phát triển được ở trên đất nước Hoa Kỳ nói chung và ở trên thành phố San Jose nói riêng. Kính thưa quý vị, đó là ông David Dương, Director của công ty California Waste Solution, và chúng ta chờ xem một cái giải pháp tốt đẹp như thế nào đến với những người công nhân hiện nay đang đứng trước cửa của tòa thị chính California Waste Solution. Chúng ta chờ xem quyết định của họ như thế nào. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện mà chúng tôi ghi nhận được ngày hôm qua trong chuyến đi San Jose. Chắc là quý vị đã biết, sau khi mà có một cái sự kiện là 4 công ty thầu rác, thì 3 công ty kia thì được mặc đương nhiên là tái hợp đồng, và chỉ có công ty California Waste Solution do người Việt điều hành thì lại không được. Bởi thế có một cái sự gọi là biểu lộ và điều trần trước hội đồng thành phố, và sau khi nghe tất cả các công nhân bày tỏ thì hội đồng thành phố đã chấp nhận với một cái điều kiện là trong 30 ngày tới đây họ sẽ có những cái xem xét lại với cái công việc làm của California Waste Solution, và có thể hy vọng rằng cái công ty này sẽ tiếp tục để duy trì cái sinh hoạt, mà trong đó có trên cái công ty này nó rất nhiều người Việt Nam làm, rất nhiều người Mỹ và rất nhiều người Philippines cũng giống như người Mỹ da đen làm cái công ty này. Và mình không biết rằng té ra những người làm công ty rác họ hưởng lương rất lớn nha như Huyền. Tôi nghe tôi hỏi thì phần lớn những người này income của họ năm mỗi người nào cũng trên 50.000 hết. Trên 50.000 một năm hết trơn rồi. Mà cái công việc đó cũng rất là khó khăn anh chị. Chắc có lẽ rất là khó khăn vì họ phải xay rác, rồi họ phải đi hốt rác, họ làm tất cả những cái việc mà có thể cũng nói rất là khó khăn cho cái là dĩ nhiên thì công việc nào cũng vậy thôi như Huyền. Nhưng mà ít nhất thì họ cũng tự hào là có một cái đời sống ổn định. Nhưng mà đến bây giờ có cái công việc mà không cho cái công ty này ký tiếp tục và giao cho công ty khác, thì họ dấy lên một cái sự gọi là bất bình, và họ có một cái hành động là vào ngày hôm qua. Cái cuộc biểu tình ngày hôm qua như thế nào anh? Thật sự là đây không phải là cuộc biểu tình, mà đây là một cái buổi điều trần, và họ có quyền đến để bà nói cho thành phố biết tất cả những nguyện vọng của họ. Đó là một sự kiện. Và trước khi chia tay với quý vị thì quý vị cho phép chúng tôi gửi đến một trong những cái sự kiện đặc biệt mà chúng ta đã nghe rất nhiều trong những ngày qua. Kính thưa quý vị, đó là cuộc gặp gỡ của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đến bây giờ thì Như Hiền nghĩ rằng hai bên đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi? Theo lá chắc cũng phải 4-5 lần rồi hả anh Trọng? 4-5 lần, đúng như vậy, với một cái trí nhớ tuyệt vời. Kính thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin và ông Donald Trump đã có gặp gỡ tất cả là 5 lần. Lần đầu tiên diễn ra trong một cái buổi gặp gỡ tại Đức. Và ông Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tất cả mọi người, không cho ai gặp gỡ trong đó, chỉ có một mình ông và ông Vladimir Putin thiên phim và người phiên dịch nữa mà thôi. Và tối lại thì ông lại có một cuộc gặp tay đôi với Tổng thống Vladimir Putin ở tại Đức, cũng là chỉ có hai người, và ông đuổi tất cả những người ra. Lần thứ ba thì Như Huyền biết ông gặp ở đâu không? Tại Mỹ phải không anh? Không, lần thứ ba ông lại gặp ông Tổng thống Vladimir Putin ở tại Việt Nam. Hai người lại không có một người nào gặp gỡ nói chuyện với nhau, và không có ai, không có phiên dịch nào hết, và không có để lại một cái dấu, và ông không cho ai biết rằng là ông đã nói gì với ông Vladimir Putin. Và cái lần gặp gỡ thứ tư diễn ra tại ở bên Phần Lan. Phần Lan thì đó có chỉ có duy nhất một người phiên dịch, và cái nốt đó thì ông giữ, và ông đưa ra lệnh là cái người này không được nói tất cả những cái sự kiện gì diễn ra trong cái buổi họp đó. Và cần thứ năm thì đây là một cái cuộc gặp gỡ diễn ra ở tại Argentina. Sau khi một cái buổi ăn tối rồi thì ông có ngồi xuống nói chuyện hai bên. Đó là tất cả 5 lần tất cả, nhưng mà không có ai biết được những sự kiện như ông đã nói ra, gây nên những cái thắc mắc ở trong tất cả các chính khách của Hoa Kỳ về vấn đề gặp gỡ giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay, và hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào quý vị.